Sáng này mình sẽ buổi trưa này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ly nước chanh ngon tuyệt vời nha. Về nước chanh thì ai cũng biết làm, nhưng mà làm một ly nước chanh ngon thì không phải là ai làm cũng 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 được. Cho nên ngày hôm nay tại sao lý do mà mình muốn làm một ly nước chanh để hướng dẫn các bạn nha. Ở đây là đường, mình sẽ cho 2 muỗng đường ăn canh vào một cái ly. Và đây là khâu là chanh. Khi 2 muỗng đường như vậy thì mình sẽ lấy 2 trái chanh, 2 trái chanh vừa vừa nha. Rồi xong, chúng ta sẽ vắt chanh. Lý do tại sao ly nước chanh mà phải hướng dẫn như thế này? Bởi vì làm được ly nước chanh ngon thì nó sẽ là khác với một ly nước chanh bình thường mà mọi người đã làm. Tại sao mình phải làm 2 trái chanh? Bởi vì khi nước chanh và đường nó nhiều quá thì ly nước chanh mình nó sẽ ngon đặc biệt. Đây là một ly nước chanh rất là ngon. Mình gồm có 2 muỗng đường và đây là ly nước lọc. Mình sẽ cho ly nước lọc vào đây. Nửa ly nước nha. Vừa quậy đường lên. Ai cũng biết làm ly nước chanh để uống, nhưng mà ly nước chanh uống mà ngon đặc biệt đó, thì ít có ai biết. Bởi vì ở trong cái ly nước chanh này thì nó rất là nhiều đường và nhiều chanh. Rồi chúng ta sẽ cho nước vào, đá, đây một ly nước chanh rất là ngon đặc biệt, đầy đủ vitamin C và bổ dưỡng. Mình làm một ly nước chanh như thế này trong một buổi trưa hè nắng nóng thì chúng ta uống nó sẽ rất là bổ dưỡng khỏe. Và cái ly nước chanh chua và ngọt nhiều, dưa hương vị chua rất là chua nha các bạn, nhưng mà có đường ở trong đó nhiều nó dặn lại thì cái ly nước chanh của mình sẽ rất là ngon. Vì vậy mà một mùa hè trưa nắng mà chúng ta uống một ly nước chanh như thế này sẽ cung cấp rất là đầy đủ vitamin C cho cơ thể của chúng ta. Mời mọi người cùng thưởng thức nha.